Trong lịch sử của Trung Quốc, có một vài mãnh tướng, quan lại có xuất thân từ các nước phía Nam. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một nhân vật lịch sử, được dân ở cả hai quốc gia lập đền thờ. Hãy cùng Lạc Việt Sử Thi tìm hiểu về nhân vật lịch sử này, Lý Ông Trọng, đệ nhất mãnh tướng của người Việt. Lý Ông Trọng tên thật là Lý Thân, không rõ năm sinh năm mất, là một nhân vật sống vào cuối đời Hùng Duệ Vương, đầu thời An Dương Vương, gốc làng Chèm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tương truyền lúc còn sơ sinh ông đã rất to lớn, hơn hẳn các trẻ em bình thường. Ông hay giúp đỡ mọi người, nên được nhiều kính nể. Theo chính sử, Lý Ông Trọng là bậc dũng sĩ, vóc dáng cao to, khí chất vi phạm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả ông cao 2 trượng 3 thước, còn sách Từ Nguyên Trung Quốc thì viết rằng Lý Ông Trọng thân dài 1 trượng 3 thước, khí chất đoan dũng, khác với người thường. Còn theo Lĩnh Nam Trích Quái, Lý Ông Trọng là bậc dũng sĩ, vóc dáng cao to, khí chất vi phạm. Vào thời Hùng Vương thứ 18, ông Trọng giữ một chức nhỏ ở huyện ấp. Trong một lần ra tay cứu giúp người bị nạn, ông Trọng đã chẳng may đánh chết đối tượng, là người có bà con thân thích với quan trên. Khi bị trưởng quan đánh đòn, ông than rằng người ta ở đời có tráng trí, hãy nên như chim loan, chim phượng bay cao 9 tầng trời, bay xa ngàn vạn dặm, chứ lẽ nào quanh quẩn mãi ở đây, chịu để cho người ta hành hạ. Sau đó ông bỏ chức, đi tìm các thầy giỏi để vừa học chữ, vừa học võ nghệ, học thầy trong nước, rồi học cả thầy ở ngoài nước. Ông chẳng quản ngại xa xôi, hễ biết ở đâu có thầy giỏi là lập tức tìm đến. Rồi đến lúc ông thành tài, chẳng những có võ nghệ cao cường mà còn lào thông cả kinh sử. Sau này, nhờ tài võ nghệ thao lược của mình, ông được vua Tần trọng dụng, cho làm quan tới chức Tư Lệ Hiệu Úy, chức quan võ vào hàng cao nhất trong triều. Đến thời An Dương Vương, lúc này nhà Tần vừa thống nhất Trung Quốc, do Tần Thủy Hoàng làm hoàng đế sai quân sang xâm chiếm nước ta. Ông cùng các tướng phò tá An Dương Vương, cùng nhau họ đánh tan đội quân nhà Tần rất mạnh. Để giữ hòa hiếu với Lật Bang, An Dương Vương cử ông đi sứ sang Tần, nhằm thực hiện sứ mệnh ngoại giao. Tần Thủy Hoàng thấy tướng mạo phi phàm của vị sứ giả phương Nam, biết không phải người phàm, bèn ngỏ ý mời ông giúp trừ giặc Hung Nô. Lúc bấy giờ, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc vào năm 221, khiến uy danh của Thủy Hoàng đế vang xa nghìn vạn dặm. Tuy nhiên, biên giới phía Bắc luôn bị quân Hung Nô quấy nhiễu. Quân Tần có vạn lý trưởng thành nhưng vẫn nhiều phen khốn đốn, chống đỡ liên miên. Lý Ông Trọng được Thủy Hoàng đế phái đến trấn giữ đất Lâm Thao, vùng Cam Túc, Trung Quốc hiện nay. Ông Trọng cầm quân ra giữ đất Lâm Thao, hệ quân Hung Nô kéo đến bao nhiêu là bị đập tan bấy nhiêu. Giặc Hung Nô kinh sợ và từ đó không dám xâm phạm biên ải nhà Tần nữa. Hung Nô tuy quân ít nhưng kỵ binh của họ rất thiện chiến, khiến cho quân Tần phải nhiều phen khốn đốn. Lý Ông Trọng một mặt cho canh phòng yên lặng, mặt khác lại tổ chức nhiều đợt phản công, đánh bao vây, khiến cho người Hung Nô sau mấy lần thất bại, đành phải từ bỏ ý đồ xâm lấn. Từ khi có Lý Ông Trọng, quân Hung Nô không còn dám bén mảng tới biên giới nhà Tần. Vua Tần cũng vì thế mà rất được tin yêu, muốn giữ chân ông nên bèn gả công chúa Bạch Tĩnh Cung, tức Tây Cung công chúa. Cũng giống như biết bao thế hệ người Việt khác, dù nhận được sự sùng tín của nhà Tần, Lý Ông Trọng chưa bao giờ thôi nhớ về quê hương. Ông viện cớ để xin vua Tần cho mình trở về thăm quê. Trước khi về nước, ông còn được Tần Thủy Hoàng phong thêm tước Vạn Tín Hầu. Với những công lao to lớn đóng góp vào công cuộc dựng nước và giữ nước thời Thục An Dương Vương cũng như những chiến tích giúp Tần Thủy Hoàng diệt trừ Hung Nô nên sau khi mất, Lý Ông Trọng được nhân dân tôn thành thánh và lập đền thờ trên vùng đất quê hương ông. Sau khi ông đi, quân Hung Nô quay trở lại tấn công nước Tần, không mời được ông sang. Tần Thủy Hoàng cho đúc pho tượng đồng khổng lồ hình Lý Ông Trọng, đặt ở cửa Tư Mã, kinh đô Hàm Dương. Quân Hung Nô từ xa kéo đến, tưởng Lý Ông Trọng nên không tấn công nước Tần nữa. Từ đó người phương Bắc thường gọi những pho tượng lớn là Ông Trọng. Mặc dù đã chết, uy danh của Lý Ông Trọng vẫn bao trùm khắp mọi xứ ở Trung Quốc, Âu Lạc và cả Hung Nô.
Hàng trăm năm về sau, thanh danh của Lý Ông Trọng vẫn khiến nhiều tướng lĩnh Trung Hoa phải cúi đầu tôn kính. Theo sách Lĩnh Nam Trích Quái, sau khi Lý Ông Trọng về nước, quân Hung Nô quay trở lại tấn công. Tần Thủy Hoàng cử sứ giả sang Âu Lạc mời ông quay trở lại nhưng bị từ chối. Để tránh phiền nhiễu, Lý Ông Trọng trốn vào rừng. Tần Thủy Hoàng không tin, dọa sẽ đem quân tấn công. Cuối cùng, ông tự tử, chết trên mảnh đất quê hương.